3 điều đội tuyển Việt Nam nên làm để hóa giải Iraq Hôm nay tuyển Việt Nam và Iraq chính thức có cuộc đụng độ nãy lửa trên sân Mỹ Đình và tất nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ phải hết sức thận trọng và tìm phương án để hóa giải sức mạnh tấn công của đội tuyển Iraq. Đoàn quân huấn luyện viên Philip Chusier sẽ phải đối diện với thuốc thử liều cao mang tên Iraq trong trận đấu thứ hai bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nhìn vào màn trình diễn của đại diện Tây Á với chiến thắng hủy diệt trước Indonesia ở ngày ra quân, có thể thấy đây sẽ là thử thách đầy gian nan với những chiến binh sao vàng và những nhân tố nào con người nào có thể giao trọng trách để hóa giải sức tấn công như vũ bão của đội bóng đến từ tây á dù được đánh giá cao nhưng quan sát cách chơi của đội tuyển iraq có thể thấy đoàn quân huấn luyện viên Jesu casas vẫn chơi khá đơn giản trọng tâm trong các pha tấn công của họ nằm ở hành lang biên với những nhân tố vừa khéo léo lại giàu sức mạnh gồm mercedes dosky basarisan cánh trái hussain ali ibrahim cánh phải những pha triển khai như lên bóng rồi tạt vào vòng cấm cho tiền đạo dứt điểm và đánh đầu sẽ là điều mà đội tuyển Việt Nam phải hết sức chú ý. Đáng ngại hơn là khi đối thủ mạnh ở hành lang cánh thì thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusier lại không có nhân sự tốt nhất tại vị trí này khi đoàn văn hậu gặp chấn thương còn hồ tấn tài thì không được triệu tập. Tuy vậy, nó sẽ giúp chui rèn và thử thách bản lĩnh của những võ minh trọng, Hồ Văn Cường hay Vũ Văn Thanh hoặc Triệu Việt Hương nếu được lựa chọn. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cần chơi máu lửa, tập trung và lùi sâu đội hình để không để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác. Ở hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam không nói quá khi chúng ta lép hoàn toàn với đối thủ, hàng tiền vệ của đội tuyển Iraq sở hữu hai nhân tố rất chất lượng là Osama Rashid và Amir Al Amari. Ngoài việc đóng vai trò tổ chức, vũ khí sút xa của hai cầu thủ này chính là điểm mạnh mà những chiến binh sao vàng cần hết sức lưu ý. Chính Osama Rashid là người tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-1 cho đại diện Tây Á trước Indonesia. Rõ ràng, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thái Sơn được dự báo sẽ có ngày làm việc cực kỳ vất vả trước tuyến tiền vệ chất lượng cao của Iraq. Các nhân tố của đội tuyển Việt Nam cần tích cực đeo bám, mạnh mẽ trong tranh chấp và sẵn sàng thi đấu quyết liệt ở mức chấp nhận được để hạn chế không gian hoạt động của đối thủ. Tuấn Anh có kỹ thuật khéo léo nhưng kỹ thuật là vẫn chưa đủ, sức bền và sức mạnh cũng là một yếu tố rất quan trọng. Điều đó lại không có ở nhạc trưởng của tuyển Việt Nam nên trận đấu tới đây sẽ rất vát và cho tuyến giữa của Việt Nam. Iraq là đội bóng cùng mạnh về khả năng tấn công biên. Các đường truyền vào trong của đoàn quân huấn luyện viên Jesu Casas thường tập trung chủ yếu cho tiền đạo Amen Hussein, người từng chạm trán U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2018. Cầu thủ sinh năm 1996 có thể hình tốt, với khả năng tỉ đè, làm tường cho các đồng đội và dứt điểm đa dạng. Vậy vấn đề làm sao để hóa giải cầu thủ có tốc độ này, có lẽ trung vệ Quế Ngọc Hải là niềm hy vọng số 1 cho mục tiêu khóa chặt Amen Hussein khả năng chọn vị trí tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp của ngôi sao sinh năm 1993 được chờ đợi sẽ phát huy tác dụng ở trận đấu tới. Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Việt Nam, huấn luyện viên Jesu Casas của đội tuyển Iraq khẳng định quyết tâm giành chọn 3 điểm nhưng cũng cho thấy sự tôn trọng cần thiết trước thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusier. Trận đấu ngày mai hứa hẹn sẽ thú vị vì cả hai đội đều thắng ở lượt đầu, nhưng đây là trận cầu rất quan trọng. Chúng tôi thấy Việt Nam rất khó chơi, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và có phong cách chơi khá giống chúng tôi, cũng chú trọng kiểm soát bóng, nhà cầm quân Tây Ban Nha nhận định về đội tuyển Việt Nam. Ở lượt gia quân, chúng tôi thắng đậm hơn so với Việt Nam và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng điều đó không đảm bảo chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chơi vì mục tiêu lấy chọn 3 điểm. Nhưng Việt Nam cũng vậy, nên tôi không mong chờ sẽ có 90 phút dễ dàng ngày mai. Theo huấn luyện viên Jesus Casas, không phải thời tiết mà chính người hâm mộ là động lực lớn cho chủ nhà. Tôi không nghĩ thời tiết ảnh hưởng gì tới chúng tôi hay Việt Nam, vị thuyền trưởng đội tuyển Iraq tiếp tục. Việt Nam có lợi thế rất lớn là sự ủng hộ từ trên khán đài. Trong khi đó hậu vệ Morsedoski nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Iraq trước cuộc đối đầu với chủ nhà Việt Nam. Tôi luôn cố gắng thi đấu tốt nhất. Ở trận trước, chúng tôi không thể lúc nào cũng chơi hoàn hảo và không mắc lỗi nhưng cả đội đã phân tích từng chi tiết nhỏ để khắc phục cho trận đấu tiếp theo. Cầu thủ 23 tuổi đang thuộc biên chế câu lạc bộ Slovakia, Cộng hòa Séc cho biết Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý khán giả đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.